Xin chào các em. Như vậy là trong cái chương thứ hai không gian vector chúng ta đã học hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta học về khái niệm không gian vector, học về tổ hợp tuyến tính của một cái hệ vector. Và phần thứ hai của tuần trước thì chúng ta có đề cập đến một cái hệ vector độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính. Chúng ta tìm hiểu định nghĩa thế nào là một hệ độc lập tuyến tính, thế nào là một cái hệ phụ thuộc tuyến tính và các tính chất của cái hệ đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ ba với một cái số nội dung quan trọng, ví dụ như là tập sinh rồi cơ sở tọa độ của vector trong một cái không gian vector. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về hạng của một hệ vector. Trước khi nói đến hạng hệ vector thì chúng ta xét về hệ độc lập tuyến tính cực đại. Cho một cái hệ vector N, nó là tập con của một cái hệ vector M. N là một tập con của M. Hệ N được gọi là hệ độc lập tuyến tính cực đại của M khi, thì ở đây em thấy nó có hai từ, độc lập tuyến tính với cực đại. Như vậy rõ ràng là một cái hệ N được gọi là hệ độc lập tuyến tính cực đại của M khi thế này nè. Hai điều kiện sau đây phải được thỏa mãn. Thứ nhất là N phải là một cái hệ độc lập tuyến tính. Còn cái cực đại ở đây á, nó ngầm cái ý là như thế nào? Ý là nếu bổ sung vào N một vector khác của M, tức là cái vector mà không có ở trong N đó, bổ sung thêm một cái vector khác của M, thì cái hệ mới á, nó phụ thuộc tuyến tính. Tức là đến đến chừng đó là độc lập rồi. Thêm vô nữa thì nó sẽ phụ thuộc. Cái cực đại nó là ý nghĩa là như vậy đó. Thì một cái hệ N là một cái hệ con của M mà thỏa mãn hai điều kiện này thì ta bảo N là hệ độc lập tuyến tính cực đại của M. Và người ta chứng minh được rằng là số vector trong mỗi hệ độc lập tuyến tính cực đại của một cái hệ M ban đầu đều bằng nhau. Chúng ta có hai cái ý. Ý thứ nhất là chúng ta đề cập đến cái định nghĩa hệ độc lập tuyến tính cực đại là gì. Thứ hai là chúng ta có một cái tính chất, đó là tất cả cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của một cái hệ M đều có số vector bằng nhau. Từ cái định nghĩa đó, nó ta dẫn đến cái hạng của hệ vector. Thì người ta định nghĩa như thế này các em. Hạng của một cái hệ M chính là số vector trong một hệ độc lập tuyến tính cực đại của M. Chúng ta vừa nói với nhau rằng là một cái hệ, tất cả những cái hệ độc lập tuyến tính cực đại có được trong M đều có số vector bằng nhau. Thì cái số vector trong mỗi hệ đó đó, người ta gọi là hạng của M. Em theo kịp không? Bây giờ muốn tìm hạng của M thì sao? Như vậy là muốn tìm hạng của M thì hoặc là thế này nè. Mình đi tìm một cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của M bằng cách là mình bổ sung dần dần vô theo đúng cái định nghĩa của cái hệ độc lập tuyến tính cực đại. Mình bổ sung dần dần cho đến lúc nào mà mình được cái hệ độc lập tuyến tính rồi thêm cực đại nữa, rồi mình đếm cái số vector trong cái hệ đó nó được bao nhiêu thì đó là hạng của M. Đó là sử dụng cái định nghĩa. Cách thứ hai họ đề nghị mình thế này, mình đi tìm hạng của cái ma trận A liên kết với hệ M. Tức là mình giống như mình học trong cái tiết tuần trước đó, thì mình có một cái hệ vector trong RN. Cái chuyện này chỉ làm được trong RN thôi. Mình xếp nó thành dòng hoặc thành cột thành một cái ma trận A, thì người ta nói cái ma trận A đó là ma trận liên kết với M. Thế thì người ta nói rằng là cái hạng của M đó, hạng của cái hệ M đó, hạng của hệ vector đó, nó bằng cái hạng của cái ma trận A mà liên kết với nó. Chúng ta thử xét cái ví dụ đi cho dễ hiểu nè. Trong không gian vector R4, tìm hạng và chỉ ra cái hệ độc lập tuyến tính cực đại của hệ vector sau đây. Mình có một cái hệ M. Người ta cho cái hệ này có 3 vector. Bây giờ ta dùng cách thứ nhất, phương pháp 1 đó, thì chúng ta sẽ bổ sung dần dần để được một cái hệ là hệ con của M, mà cái hệ đó nó độc lập tuyến tính và cực đại, tức là cái lượng
vector như vậy là đủ rồi. Nếu bổ sung thêm nữa thì nó thành phụ thuộc tuyến tính. Thì nếu có được cái hệ độc lập tuyến tính cực đại trong M, ta đếm số vector của nó thì ta biết được hạng của M. Các em xem nha. À, trước tiên là tôi thấy rằng vector x là vector khác vector 0. À, trong cái R4 thì vector 0 là vector mà các thành phần, 4 thành phần đều là số 0. Thì đây x nó khác 0. Mà nếu x khác 0 thì mình biết rồi, x, cái hệ mà chứa một vector x này nó độc lập tuyến tính. À, bây giờ ta bổ sung nó. Bổ sung thêm. Ta thử bổ sung y vào xem. Thì mình bổ sung y vào thì mình xem thử khi bổ sung y như vậy á, thì cái hệ mới tức là gồm có hai vector là x với y á, nó độc lập tuyến tính hay là phụ thuộc tuyến tính. Thế bây giờ em bổ sung thêm y thì em thấy là y nó không phải là kx, tức là y không phải là một cái tổ hợp tuyến tính của x, k lần x. Mà khi mà y mà không phải bằng kx thì lúc đó cái hệ xy là hệ độc lập tuyến tính. À, bây giờ mình bổ sung thêm u. À, nếu bổ sung thêm u thì sao? Thì ở đây em thấy rõ ràng là u á, nó là tổ hợp tuyến tính của x với y. Em có thấy nếu mình lấy x mà cộng với y thì ra u không? Đây, 1 cộng 2 ra 3 này. 2 cộng trừ 3 trừ 1 này. 3 cộng 1 thành phần thứ 3 đó là 4 này. Thành phần thứ 4 0 cộng 1 nó ra 1. Như vậy là u bằng x cộng y. Nghĩa là u là 1x cộng 1y đó. Như vậy thì u là tổ hợp tuyến tính của x và y. Mà nếu như vậy thì x, y, u nó phụ thuộc tuyến tính. Đây là một cái tính chất của cái hệ độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính mà chúng ta học ở tuần trước. Chúng ta học rằng là trong một cái hệ vector, nếu có một vector là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại thì hệ đó phụ thuộc tuyến tính. Như vậy em thấy nè, hệ M của mình nó có 3 vector. Mình có 2 vector độc lập tuyến tính rồi, bổ sung vector cuối cùng vào nó phụ thuộc tuyến tính. Như vậy thì cái hệ độc lập tuyến tính cực đại chỉ gồm có 2 vector mà thôi, đó là x với y. Như vậy ta kết luận rằng hạng của M là 2. Trả lời được cái ý thứ nhất là tìm hạng của cái hệ M này. Ở trong bài toán còn yêu cầu thêm là tìm cái hệ độc lập tuyến tính cực đại thì thấy rõ rồi, hệ đó chính là cái hệ xy gồm có hai vector xy, viết rõ tường mình nó ra đây, x đây, y đây. Đây là hệ độc lập tuyến tính cực đại của M. Đó là ta vừa dùng cách thứ nhất. Bây giờ cách thứ hai. Các em nhớ cách thứ hai hồi nãy họ nói sao không? Tức là mình sẽ xếp các cái vector trong cái hệ M đó đó, à, theo từng dòng hoặc theo từng cột thì mình sẽ được một cái ma trận A. Khi đó mình đi tìm cái hạng của ma trận A. À, em có thể tìm cái kiểu gì đó mà mình đã học ở trong cái chương 1. Khi em tìm được cái hạng của ma trận A rồi thì hồi nãy họ nói rằng là lúc đó cái hạng của ma trận A chính là hạng của hệ vector M. À, vậy thì bây giờ chúng ta thử viết cái ma trận A đó ra. Đây là cái hệ M. Ứng với nó thì chúng ta có một cái ma trận A. Viết như vậy tức là chúng ta đã xếp các vector theo từng dòng. Dòng 1 ở đây, dòng 2 đây, dòng 3 là vector U đó, 3 trừ 1 của 1. Bây giờ chúng ta đi tìm hạng của A bằng cách là đưa A về ma trận bậc thang. Tôi giữ dòng thứ nhất, lấy dòng 2 trừ 2 dòng 1 thì chúng ta sẽ được, đây là số 0, đây là trừ 7, trừ 5, 1. Bây giờ muốn số 3 này là số 0 thì chúng ta lấy dòng 3 trừ 3 dòng 1. Tính thử cụ thể nha. Lấy dòng 3 trừ 3 dòng 1 có nghĩa là nhân dòng 1 cho trừ 3 rồi cộng vào dòng 3. À, hai cách nói này nó như nhau. Nhân cho trừ 3. 1 nhân trừ 3 là trừ 3 cộng với 3. Chúng ta được chỗ này là số 0. Nhân số 2 cho trừ 3 ta được trừ 6 cộng với trừ 1. Vị trí này là trừ 7 này. Nhân số 3 cho trừ 3 tức là trừ 9. Trừ 9 cộng với 4 thì vị trí này là trừ 5. Rồi, nhân số 0 cho trừ 3 nó vẫn là 0. Cộng với 1 thì ta được số 1. Rõ ràng là bây giờ muốn đưa về bậc thang thì chúng ta phải làm một cái động tác, đó là lấy dòng thứ 3 trừ đi dòng thứ 2 để cho cái số trừ 7 này nè trở thành số 0. Bởi vì chúng ta biết rằng là đối với ma trận bậc thang đó thì hai cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của cái dòng không thể nằm trên cùng cái cột như thế này được, mà cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới
nó phải nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của cái dòng ở phía trên nó. À, như vậy chúng ta lấy dòng 3 trừ dòng 2. Hai dòng này giống nhau, trừ nhau, cái dòng thứ ba của mình là số 0. Em thấy ma trận A này, mình đưa được về ma trận bậc thang bằng các cái phép biến đổi sơ cấp. Các phép biến đổi sơ cấp mà mình vừa dùng đó thì nó không làm thay đổi hạng ma trận. Như vậy là cái hạng ma trận bậc thang thì bằng hạng của A. Ma trận bậc thang này nó có hai dòng khác không? Như vậy ta kết luận rằng hạng của A là 2. Đúng chưa? Mà hạng của A là 2 thì hạng của M cũng là 2. Hồi nãy mình học tính chất là như vậy mà. Như vậy là mình trả lời được cái ý thứ nhất là hạng của M bằng 2. Người ta còn yêu cầu mình á, là chỉ cho họ cái hệ vector độc lập tuyến tính cực đại trong cái M này. Thì đó là một cái hệ con trong M mà thỏa mãn là vừa độc lập tuyến tính, vừa là cực đại. Cực đại tức là bổ sung thêm một vector khác ở trong M thì nó trở thành phục tuyến tính. Thế khi mà em dùng cách thứ hai đó thì em thấy là sau khi mình đưa về bậc thang rồi thì em nhìn coi thử là dòng nào là dòng khác không. Thì cái dòng khác không đó nó sẽ ứng với cái vector của cái hệ M lúc ban đầu đó, thì mình chọn ra những vector đó làm cái hệ độc lập tuyến tính cực đại. Thì ở đây em thấy hai dòng khác không là dòng 1 với dòng 2. Thì dòng 1 này là lúc đầu là cái gốc của nó là vector x. Cái dòng thứ hai cái gốc của nó là vector y. Như vậy thì hệ độc lập tuyến tính cực đại trong cái hệ M này chính là x, là hệ x với y đó. Hệ độc lập tuyến tính cực đại của M đây, nó là hệ xy. Em thấy nó kết quả này nó cũng phù hợp với cái cách thứ nhất chúng ta đã giải. Như vậy là chúng ta đã giải hai cách để minh họa hai cái phương pháp được nêu ở trong lý thuyết. Bây giờ chúng ta qua cái phần mới, đó là cơ sở và số chiều của một cái không gian vector. Chúng ta có định nghĩa như sau. Trước khi nói đến cơ sở và số chiều thì chúng ta phải đề cập đến một cái khái niệm là tập sinh. Chúng ta xem thử người ta định nghĩa tập sinh của một cái không gian vector nó là tập như thế nào. Trong không gian vector V, một cái hệ M được gọi là tập sinh của V, hay nói cách khác là V sinh ra bởi M. Khi nào? Khi và chỉ khi mọi vector trong V là tổ hợp tuyến tính của một số hữu hạn các cái vector trong M. Đó. Khi mà cả các cái vector trong cái không gian vector V đều được diễn tả là tổ hợp tuyến tính của cái vector ở trong cái M này thì ta bảo cái tập M này này là tập sinh của cái không gian vector V, hay nói cách khác V sinh ra bởi M. Đó. Là chúng ta thích một cái ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn cái nghĩa này. Xét tập M là cái tập hợp gồm có hai cái vector 1 0 với 1 1. Chứng minh rằng M là một tập sinh của không gian R2. Câu B là M nó lại không phải là tập sinh của không gian C2R. Đọc cái đề một cái thì các em có thể thắc mắc là ở trên này thầy không ghi là R2 rồi mở ngoặc là cái gì mà dưới này thầy viết là C2R. Thế thì khi mà không viết gì hết thì ngay từ cái buổi đầu tiên mà giới thiệu về khái niệm không gian vector, tôi có nói rằng là khi mà người ta không nói gì hết về trường K thì mặc nhiên chúng ta hiểu rằng trường K chọn là trường số thực R. Giải thích thêm một tí xíu cái C2R. C2R có nghĩa là hiện giờ cái trường K đó là R. Chúng ta đã từng gặp cái C2C, tức là lúc này cái trường K là cái trường số phức. Ở đây thì trường K là trường số thực R. Thế bây giờ muốn chứng minh rằng M là tập sinh của không gian R2, hay là chứng minh rằng M không phải tập sinh của không gian C2R, thì chúng ta phải dùng cái định nghĩa này. Đầu tiên đặt U là cái vector thứ nhất 1 0 này. V là vector thứ hai 1 1. Nếu như tôi muốn chứng minh rằng M là tập sinh của không gian R2, tôi phải chứng minh rằng mọi vector trong R2 đều là tổ hợp tuyến tính của hai vector U và V. Có nghĩa là mọi vector x trong R2 đều được diễn tả là bằng một con số nào đó
trong R nhân với U cộng với một số nào đó trong R nhân với V. Đó. Các em xem nhé. Mọi X thuộc V, V là AB. Ở đây, cái phần đầu tiên tôi làm chung cho cả hai câu AB, cho nên tôi không ghi là R2 hoặc là C2R. Tôi ghi chung là V. Như vậy, V ở đây có thể là R2, có thể là C2R. Lấy X trong không gian vector V. À, bây giờ, X nó bằng là T nhân U cộng M nhân V. Trong đó T và M là lấy ở trên cái trường số thực. Các em lưu ý rằng là cả hai câu AB này, cái trường K đều là R. Hồi nãy có nói đó, trong này nè không nói gì hết. Tức là trong câu A đó thì K là R, trong câu B K cũng là R. Như vậy thì em phải lưu ý rằng là T và M ở đây là số thực. T, M là số thực, tôi viết rõ ra đó. Còn A, B là lấy ở trong V. Thế thì bây giờ X thì bằng TU cộng MV. Thế X là gì? X là AB. Nó bằng TU cộng MV. Ta nhân một số với một vector. Đã từng nói rằng là đối với cái R, N với lại CN thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng là phép toán nhân một số trong trường K với một vector trong những không gian này là lấy số đó nhân với các cái thành phần của cái vector đó. Còn cộng hai vector trong những không gian này thì chúng ta cộng các thành phần tương ứng với nhau. Như vậy thì khi em lấy T nhân U, có phải em lấy T nhân 1 rồi em lấy T nhân 0 không? Như vậy em được như thế này nha. Nè. T nhân 1 là T. T nhân 0 tức là 0. Ở đây em có M nhân 1 là M. M nhân 1 này cũng là M. Nhân cái số này với các thành phần của vector. Rồi đến cộng. Thì như vừa rồi mới nhắc lại đó, khi em cộng hai vector thì em cộng các thành phần tương ứng với nhau. Như vậy thì thành phần thứ nhất là lấy thành phần thứ nhất của vector này, tức là T nè, cộng thành phần thứ nhất của vector này, tức là M. Thành phần thứ nhất là T cộng M. Thành phần thứ hai là 0 cộng M, tức là M. Rồi hai vector này nó bằng nhau. Như vậy là các cái thành phần tương ứng bằng nhau. Tức là mình sẽ được là T cộng M bằng A và M bằng B. Chúng ta sẽ được một cái hệ phương trình như vậy đó. Đây, viết lại nè. AB bằng T cộng M, M. Và để cho em nhớ, tôi nhắc lại rằng là T và M đang lấy trên R. Thế bây giờ nếu xét V là R2 thì sao? Thì lúc này nè, hai vector này bằng nhau cho nên em có T cộng M chính là A. Còn M là B. A và B lấy ở đâu? A và B lấy trong R. TM lấy ở đâu? Lấy trên R luôn. Thế thì ở đây mình giải mình có là M bằng B, mình thế lên trên mình chuyển vế. À, thì như vậy là TM, AB đều thuộc R. Cái chỗ này là hồi nãy đánh nhầm chữ V, nó là R. Thế M bằng B, thế lên trên, ta chuyển vế, có phải em được là M là B, còn T là A trừ B. Như vậy là em đã giải ra tìm được M và T. À, hồi nãy mình ghi là X á, thì nó bằng là T lần vector U cộng M lần vector B. Bây giờ mình tìm được T và M rồi. Như vậy là mình đã diễn tả được X là một cái tổ hợp tuyến tính của U và V. X là một vector bất kỳ trong R2. Luôn luôn diễn tả được nó là tổ hợp tuyến tính qua hai vector U và V. Như vậy thì cái tập hợp M gồm có hai vector U và V này theo định nghĩa đó là tập sinh của R2. Bây giờ mình xem thử rằng là vậy cho nếu bây giờ đổi lại V không phải R2 mà C2R thì tại sao cái tập hợp M gồm có hai vector UV này nó không phải là tập hợp sinh ra cái C2R này? Thì em thấy nè, chúng ta cũng có là hai vector này bằng nhau cho nên cũng có là T cộng M bằng A và M bằng B. Nhưng xin lưu ý với các em rằng hiện giờ T và M thì vẫn thuộc R. Tại vì T và M nó thuộc trường K, mà K hồi nãy mình nói là R, trong cả hai câu K đều là R. Còn A và B, thì hồi nãy A và B á, thì tại vì tập hợp X gồm có hai thành phần là A và B, nó thuộc R2 cho nên A và B là R. Nhưng bây giờ đó, X của mình á, là thuộc gì? Thuộc C2. Mà thuộc C2 như vậy thì A và B là số phức, A và B thuộc C. Đó, nó khác nhau, cái điểm khác nhau của câu A và câu B, đó là cái chỗ này nè,
chỉ là chỗ này đây nè, AB thuộc R, chỉ này là AB thuộc C. Em thấy là cách làm y như nhau. Đoạn đầu tiên đó cũng dẫn đến một cái hệ giống y như nhau. Nhưng cái hệ trên này nè, thì AB thuộc R, TM cũng thuộc R. Cho nên trong cái trường số thực này mình giải được cái nghiệm của hệ này là T bằng A trừ B và M bằng B. Nhưng bây giờ em thấy là ở đây TM là số thực nhưng A và B là số phức. Vậy thì nếu như mình chọn AB nó là có chứa cái số ảo trong đó, cái thành phần ảo trong đó, thì bởi vì nếu A mà ảo, ví dụ như A là Y chẳng hạn, mà T và M số thực thì đâu có số thực nào mà cộng, hai cái số thực mà cộng lại mà ra được Y. Đó, như vậy là cái hệ này sẽ vô nghiệm nếu như mình chọn A và B nó là số ảo. Có nghĩa là ứng với cái X, ứng với vector X ở đâu? Ở trong V là C2R. Nếu mình chọn X, hai thành phần của nó không phải là số thực, mà một trong hai thành phần của nó, ít nhất một trong hai thành phần của nó là số ảo, thì lập tức cái hệ này nó sẽ vô nghiệm. Các em thấy không nè? Nếu A là số ảo hoặc B là số ảo thì cái hệ này nó vô nghiệm, bởi vì T và M đang là số thực. Thì làm sao mà M là số thực và bằng B là số ảo được? Đó. Như vậy thì mình chỉ cần đổi như vậy thôi, đổi cái C2 với R2 thì ở trên này là giải được có nghiệm và dưới này vô nghiệm. Mà nếu vô nghiệm thì sao? Tức là sẽ tồn tại những vector X ở trong cái không gian V là C2R, nó không phải là tổ hợp tuyến tính của U và V. Nếu có những vector X mà không phải là tổ hợp tuyến tính của U và V, như vậy thì cái tập hợp M chứa hai vector UV này không phải là cái tập sinh của C2R. Bởi vì theo định nghĩa đó, muốn là tập sinh là sao? Mọi vector X ở trong cái V là C2R này nè đều phải là tổ hợp tuyến tính của các vector UVV. Nghĩa là bao giờ cũng phải tìm được T và M mà thỏa mãn được là X là TU cộng với MV. Bây giờ chúng ta nói qua một cái khái niệm mới, đó là cơ sở tập hợp M các vector trong cái không gian vector V, được gọi là cơ sở của không gian vector V nếu như nó là tập sinh, nó sinh ra không gian vector V, và thứ hai nó độc lập tuyến tính. Như vậy thì nó có hai tính chất, một là nó phải là tập sinh, thứ hai nó phải độc lập tuyến tính. Một cái cơ sở nó phải thỏa hai điều kiện như thế này. Thứ hai là nó đến số chiều của một không gian vector. Người ta định nghĩa như thế này. Trước hết là người ta có được là số vector trong mọi cơ sở của một không gian vector V nó đều bằng nhau. Trong một không gian vector V thì không phải là chỉ có một cơ sở, có thể nó có nhiều cơ sở. Nhưng mà họ chứng minh được rằng tất cả các cái vector trong các cái cơ sở nó đều y như nhau. Nếu cái cơ sở này, đây là nếu có một cái cơ sở của không gian vector V, nó cũng có 5 vector, thì những cái cơ sở khác nó cũng có 5 vector y như nhau. Số vector trong mọi cơ sở của không gian V đều bằng nhau, và cái số vector đó người ta gọi là số chiều của V và ký hiệu là dim V. Để hiểu rõ hơn cái cơ sở và số chiều, các em xem cái ví dụ sau đây. Chứng minh rằng cái hệ M gồm hai vector là 10 với 11 là một cơ sở của R2. Để suy ra là số chiều của R2 nó bằng 2. Bây giờ chúng ta xét cái hệ này đây, 10, 11. Muốn chứng minh rằng cái hệ M này nó là một cơ sở của R2, chúng ta chứng minh cái gì? Các em nhớ không? Trước hết chúng ta phải chứng minh rằng cái hệ M này độc lập tuyến tính. Thứ hai, chúng ta phải chứng minh rằng nó là cái tập sinh ra R2, có nghĩa là mọi vector trong R2 đều là tổ hợp tuyến tính của các vector trong cái M này. Thế thì M là tập sinh của R2, cái chuyện này là chúng ta đã làm rồi ở trong cái ví dụ trên. Chúng ta để khỏi mất thời gian, chúng ta không làm lại.
Em nhớ không, hồi nãy mình có cái ví dụ đó để chứng minh rằng M này nè, nó là tập sinh của R2 nhưng không là tập sinh của C2R. Đó, chúng ta vừa làm xong cái ví dụ ở trên đó. Vậy thì coi như chúng ta đã có M là tập sinh của R2 rồi. Muốn chứng minh M là cơ sở của R2, chúng ta chỉ còn chứng minh thêm một điều nữa là M là một cái hệ độc lập tuyến tính. Thế đặt U là 1,0, V là 1,1. Bây giờ muốn chứng minh nó độc lập tuyến tính là chứng minh gì nè? À, dùng định nghĩa. Chứng minh rằng là nếu như mình có T nhân U cộng M nhân V bằng 0,0 thì phải suy ra T bằng 0 và M bằng 0. Thế thì chúng ta làm như sau. T nhân U, đây là U. Còn M nhân V, đây là V đây. Thế thì nhân thì mình nhân tất cả các thành phần của vector. Như vậy khi nhân vô thì em được T0, cho nên em được là MM bằng 0,0. Còn cộng thì sao? Khi cộng hai vector này nè, thì cộng các thành phần tương ứng với nhau. Vậy em có là T cộng M, thành phần thứ nhất. 0 cộng M là M, thành phần thứ hai. Nó bằng 0,0. Như vậy thì hai vector bằng nhau thì sao nè? Thì các thành phần tương ứng bằng nhau. Như vậy em thấy nè, thành phần thứ hai của vector bên trái là M, thành phần thứ hai của vector bên phải là 0. Vậy ta có M bằng 0. M bằng 0. Mà M bằng 0 thì lúc đó trên này mình có T bằng 0 luôn. Như vậy thì từ cái đẳng thức TU cộng MV bằng 0,0 dẫn đến T và M đều bằng 0. Vậy thì cái hệ hai vector UV này độc lập tuyến tính. Tôi làm như vậy là để nhắc lại cho các em về cái định nghĩa của một cái hệ độc lập tuyến tính. Sau này chúng ta có thể làm nhanh hơn là trong R2. Em thấy là vector thứ hai là 1,1. Nó không phải là K lần vector thứ nhất. Vector thứ nhất là vector khác không, độc lập tuyến tính. Vector thứ hai không phải là K lần vector thứ nhất. Vậy thì hệ hai vector này độc lập tuyến tính. Sau này chúng ta sẽ dùng thủ thuật này để chúng ta làm phân trắc nghiệm. Như vậy thì sau khi đã chứng minh được M là tập sinh của R2 và M độc lập tuyến tính, thì chúng ta có quyền kết luận vậy M là một cái cơ sở của R2. Có thể R2 còn có những cơ sở khác, nhưng đây là một cơ sở của R2. Mà số vector trong cái cơ sở này là 2, có 2 vector. Vậy theo định nghĩa đó, ta có dim R2 bằng 2. Số chiều không gian vector chính là số vector trong một cơ sở của nó. Ta có kết luận là dim R2 bằng 2. Đó. Các em xem thử một cái ví dụ khác. Chứng minh rằng cái hệ 4 vector 1,0, y,0, 0,1, 0,y. Hệ này là một cơ sở của C2R. Nhắc lại ha, C2R có nghĩa là không gian vector mình đang xét có cái tập hợp V là C2. Tức là mỗi cái vector trong cái không gian này nó là một cái bộ gồm có hai thành phần, mà mỗi thành phần của nó đều là số phức. Các em nhớ nha, X là AB thì A là số phức và B là số phức. Còn cái trường số K xét ở đây là R, tức là cái số mà đem nhân cho vector ở đây đó, nó là số thực. Bây giờ theo định nghĩa thì em muốn chứng minh rằng M là cơ sở của C2R thì em phải làm hai điều. Thứ nhất, em phải chứng minh rằng M là tập sinh của C2R. Sau đó em sẽ chứng minh thêm là M độc lập tuyến tính. Trước hết mình chứng minh M là tập sinh của C2R. Theo định nghĩa mình muốn chứng minh cái điều này là mình chứng minh cái gì nè? Mình phải chứng minh rằng là mọi vector trong cái C2R này đều là tổ hợp tuyến tính của các vector trong M. Lấy một vector bất kỳ x thuộc C2R. Thế nó thuộc C2R thì như vừa rồi mới nói, nó là gồm có hai thành phần. Đây, C2 mà, nó gồm có hai thành phần. Mà mỗi thành phần đều là số phức. Như vậy thành phần thứ nhất của nó có dạng là A cộng IB. Số phức đó các em. Thành phần thứ hai là C cộng ID. Đó. Bây giờ mình phải chứng minh X là tổ hợp tuyến tính của 4 vector trong hệ M nha. Thế tôi làm như sau. Ở đây ABCD là thuộc R. Tôi viết X đó, nó bằng là AIB0. Tôi tách nó ra làm 2. Cộng 0 CID. Có phải là khi mình lấy hai vector này mình cộng lại với nhau á, thì mình cộng thành phần thứ nhất với nhau, thành phần thứ hai với nhau thì nó ra vector x không? Tách nó ra như vậy.
Xong rồi mình tách từ từ, tách ra được 4 vector như thế này nè. Từ một vector mình tách ra làm đôi ra, tách đôi ra, tách làm 4. Đó. Ý tưởng là như vậy đó. Thế bây giờ cái vector đầu tiên này là a cộng ib 0, tách nó ra là a 0 cộng với ib 0. Có chính xác chưa? Ê anh à, em cộng hai vector với nhau. Em lấy thành phần thứ nhất cộng lại a cộng ib, đây là thành phần thứ nhất này. Thành phần thứ hai là 0 cộng 0 là 0 nè. À. Làm tương tự như vậy thì vector thứ hai này nè, 0 rồi phẩy c cộng id nè, tách làm hai vector các em, 0 c cộng với 0 id. Chính xác rồi ha. Nhưng mà a 0 thì mình có nhân tử chung là a, lôi ra ngoài thì còn lại là 1 0. Nếu em nhân nó vô thì mình biết rồi, nhân một số trong trường k với một vector thì nhân số đó với tất cả các thành phần. Đó, như vậy nhân hai thành phần là nhân vô số 1 thì ra a, mà nhân vô số 0 thì ra 0, cho nên a 0 thì biết là a lần 1 0. Ở đây lôi số b ra ngoài thì em còn trong này là y 0. Rồi. Lôi c ra ngoài là 0 1. Lôi d ra ngoài 0 y. Đó. Em có thấy là 1 0 là vector thứ nhất trong m không? Có phải y 0 này là vector thứ hai trong m này? 0 1 là vector thứ ba đây, còn 0 y là vector thứ tư. Như vậy là chúng ta vừa diễn tả cái vector x trong cái không gian C2R là tổ hợp tuyến tính của 4 vector trong m. Vậy thì ta có quyền nói rằng m đúng là tập sinh của C2R. Đó. Như vậy là chúng ta làm xong ý thứ nhất. Bây giờ qua ý thứ hai là ta phải chứng minh thêm rằng m là hệ độc lập tuyến tính trong cái C2R này. Bây giờ với ABCD thuộc R. Bây giờ em muốn chứng minh là cái hệ 4 vector nè, 1 0 nè, y 0, 0 1, d 0 độc lập tuyến tính, ta chứng minh sao nè? Dùng định nghĩa. Chứng minh rằng a lần vector này cộng b lần vector này cộng c lần vector thứ ba cộng d lần vector này nếu bằng 0 thì phải dẫn đến là gì? A bằng 0, b bằng 0, c bằng 0, d bằng 0. Nếu em làm được cái chuyện này, có đẳng thức này mà mình suy ra được rằng a, b, c, d đều bằng 0 thì m cái hệ này độc lập tuyến tính theo đúng cái định nghĩa của một cái hệ độc lập tuyến tính. Thế ta nhân nó vô các em. Mình có a 0 nhân b vào thì cái chỗ này mình được là ib 0. Đúng chưa? À, nhân vào ta được là c nhân 0 là 0, c nhân 1 là c. À, tương tự ta được là 0 id. À, bên tay phải thì vẫn là 0 0. Từ cộng cộng các vector, cộng các thành phần tương ứng, hai vector đầu cộng với nhau, a cộng ib 0 cộng 0 là 0. Hai vector sau cộng với nhau thì ta được là đây nè, 0 cộng 0 thành phần thứ nhất là 0 nè. C cộng ID là thành phần thứ hai. À, bên đây là 0 0. Tiếp tục cộng hai vector này với nhau, cộng các thành phần tương ứng với nhau theo đúng định nghĩa phép cộng trong không gian vector C2R. À, như vậy thành phần thứ nhất lúc này là a cộng ib cộng với 0 thì ra a cộng ib. Thành phần thứ hai là 0 cộng với c cộng id, ta được là c cộng id. Bên đây là 0 0. Hai vector này bằng nhau thì các thành phần tương ứng nó bằng nhau. À, đây hai vector bằng nhau. Như vậy thì ta có cái hệ thế này, a cộng ib bằng 0, thành phần thứ nhất bằng nhau này. Thành phần thứ hai c cộng id bằng thành phần thứ hai bên đây là 0. À. Và các em nhớ rằng là mình đang làm việc với a, b, c, d là số thật. Cái số mình đem nhân vô là số thật. Tại vì là mình đang nói trên không gian vector C2R mà trường k là r. Vậy thì đối với a, b, c, d là số thật mà mình có a cộng ib bằng 0 thì lúc này thành phần thực này phải bằng 0. Rồi bây giờ thành phần ảo bằng 0, tức là a bằng 0, b bằng 0. Chúng ta có a bằng 0, b bằng 0. Dưới này c cộng id muốn bằng 0 thì không có cách nào khác hơn là c phải bằng 0, d bằng 0. À, như vậy thì hồi nãy mình nói làm sao? Mình nói là bây giờ mình có a là vector thứ nhất trong m, cộng b là vector thứ hai trong m, cộng c là vector thứ ba trong m, cộng d là vector thứ tư trong cái hệ m bằng vector 0, mà suy ra được a, b, c, d đều đồng thời bằng 0. Vậy thì kết luận m này là hệ độc lập tuyến tính trong cái C2R. Kết hợp hai điều là m là tập sinh, m lại độc lập tuyến tính,
Do đó M là một cơ sở của C2R. Đó. Và lúc đó thì mình kết luận số chiều của nó là 4, bởi vì là số chiều chính là số vector trong một cơ sở. Cơ sở là M có 4 vector. Kết luận dim C2R bằng 4. Chúng ta có hai cái ví dụ. Một cái ví dụ là cái ví dụ R2. Người ta yêu cầu tìm cơ sở và số chiều. Vừa rồi là mình tìm một cái cơ sở và số chiều trong cái C2R. À, ví dụ đầu tiên thì cho mình là số chiều của R2 là 2. Vừa rồi mới có một cái ví dụ mình tìm được cái số chiều của C2R là 4. Thế có những cái không gian vector rất đặc biệt các em, mình cần phải nhớ một số kết quả liên quan đến nó. Thì ở đây tôi đề nghị các em nhớ một số kết quả sau đây nè, để sau này mình còn làm những bài toán trắc nghiệm, nhìn vào mình thấy ngay kết quả. Số chiều của R2 bằng 2, đây là một cái kết quả vừa rồi chúng ta mới làm trong cái ví dụ trước. Và cái cơ sở chính tắc của nó là đây. Số chiều là 2, số chiều chính là số vector trong một cơ sở. Thì một không gian vector có thể có nhiều cơ sở. Vừa rồi mình chỉ một cái cơ sở của R2, không phải cơ sở này. Nó là cái cơ sở 1101 gì đó. Nhưng cái cơ sở này nè, cơ sở rất đặc biệt này nè. Thành phần thứ nhất bằng 0, thành phần thứ hai, à, thành phần thứ nhất bằng 1, thành phần thứ hai bằng 0. Vector thứ hai là thành phần thứ nhất bằng 0, thành phần thứ hai bằng 1. Cái cơ sở này nó gọi là cơ sở chính tắc trong cái R2. Nếu sau này mình mở rộng ra R3 đó thì mình có cái số chiều của không gian R3 là 3 và cái cơ sở chính tắc của nó, các em hình dung được không? Nó sẽ có 3 vector. Cứ một thành phần là 1, hai thành phần kia là 0, tức là 100 rồi đến 010 đến 001. Những cái đó gọi là cơ sở chính tắc đó. Đây là một kết quả cần phải nhớ. Số chiều của C2C là 2. Vừa rồi chúng ta làm là C2R các em nghe. Vừa rồi mình làm là C2R, số chiều là 4, này C2C. Tức là không gian vector V của mình. V là C2 và trường K là trường số phức. Thì lúc này số chiều chỉ là 2 thôi. Với cơ sở chính tắc là 1001 giống như trên đây. Còn C2R, đó là cái ví dụ của mình đây nè. C2R thì cơ sở là 4. Số chiều là 4. Cơ sở chính tắc của nó là M nè, gồm có 4 vector. 10, Y0, 01, 0Y. Đó, đây là ba cái không gian vector đặc biệt. Ở đây là mình chọn cái N là 2. Thế bây giờ người ta ghi chú thêm một số. Cái tổng quát hơn, số chiều của không gian RN là N. Ở đây R2 là 2, R3 sẽ là 3. Đó. RN số chiều là N. Số chiều của CNC là N. Đây, số chiều của C2C là 2. Số chiều CNC thì là N. 2, đây là 2. Này. Còn cái số chiều của CNR thì nó là 2N trong cái này nè. N là 2, này. Em thấy không? Số chiều đây là 4, này. Gấp đôi lên. Này. Số chiều của CNR là 2N. Đây là một số cái kết quả chúng ta cần phải nhớ. Thế vừa rồi chúng ta có đề cập đến một số kiến thức mới. Chúng ta đề cập đến tập sinh. Chúng ta đề cập đến cơ sở và số chiều của một vector, của một không gian vector. Thế các em cần phải nhớ cái định nghĩa, cơ sở, định nghĩa về số chiều, cách để tìm một cái cơ sở. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các em trong cái chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần thứ tư của không gian vector. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua ôn tập cái chương số 2 này bằng một số bài toán trắc nghiệm giống như chương 1. Bởi vì hiện giờ đó
thì tôi biết rằng là có rất là nhiều trường đại học đã tổ chức cái việc kiểm tra giữa học kỳ cũng như là cái việc thi hết môn dưới hình thức này. Thân ái chào các